Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh lừng lừng. Chúng ta lại làm nên một kỳ tích nữa thôi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam. Vâng. Tôi không hề mơ. Đây là sự thật các bạn ạ, đây là sự thật. Sự thật là chúng ta đã vào chung kết của U23 châu Á. Đó là sự thật.